Cả nhà mình đã quay trở lại khu vườn nhỏ của em nha cả nhà. Hôm nay thì vườn mai Phúc An của em cả nhà sẽ lên cái combo mai giống để giao lưu với cả nhà mình nha. Rồi đầu tiên thì em sẽ giới thiệu với mình ha, đây là một cây bạch mai miến điện cả nhà. Dạ hàng này là gốc bướng ha, cây ghép được hai mùa cả nhà, hàng ôm nụ sum xê để cho chúng ta chơi Tết cả nhà. Đó, mắc nụ này cả nhà mình thấy không? Nó rất là đẹp cả nhà ha. Hàng này thì bung đúng Tết cho mình chơi luôn nè cả nhà. Lá rất là sum xuê và màu lá rất đẹp cả nhà. Rồi cả nhà ơi, đây là cái gốc bướng nha cả nhà. Cây đế nó hình thú cả nhà, nhìn rất là duyên dáng nha. Rồi cả nhà, nó em quay kỹ cho cả nhà mình xem nha. Rồi cả nhà, cao 55 cả nhà ha, tàn 67 và hoành là 15 cm nha cả nhà. Cây rất là đẹp nha, sưu tầm về chúng ta chơi Tết nha cả nhà. Dòng bạch mai miến điện thì nó tầm từ 5 đến 12 cánh cả nhà. Hoa rất đẹp luôn, màu trắng cả nhà, rất là nổi bật ha. Ai thích thì liên hệ em nha cả nhà. Mã số này là B42 bên vườn cả nhà nha. Bạch mai miến điện nha cả nhà. Rồi, cây rất đẹp nha cả nhà, B42 bên vườn nha. Giới thiệu với cả nhà mình ha, đây là mã số B43 bên vườn nha cả nhà. Rồi B43 bên vườn thì em sẽ giao lưu với mình ha cả nhà. Đây là cái cặp dảo nhung nha. Dạ dảo nhung này hàng 3 mùa liền cốt cả nhà. Cây rất là xum xuê luôn cả nhà ha, và ôm nụ kim cho chúng ta chơi Tết nha cả nhà. Nó mình có thể thấy ha, cây rất là xanh mướt nha. Dạ hàng dảo nhung bên em thì hoa nó từ 8 đến 12 cánh nha cả nhà. À 8 đến 16 cả nhà, 12 16 ha, tùy theo cái cây nó già mùa thì nó sẽ cho cánh nhiều nha cả nhà. Cây này thì được 3 mùa nha cả nhà, hàng 3 mùa liền cốt, rất đẹp nha. Cây rất là duyên dáng cho mình luôn. Thì cả nhà có thể so sánh ha, đặt con tay vô cái nhà mình so sánh nha cả nhà. Nó cái hoành của nó dao động từ là 6 cm đến 7 cm nha cả nhà. Nó cái nào cũng được quấn rễ hết cả nhà, và chiều cao trung bình của nó tầm 50 cm trở lên nha cả nhà. Hàng này thì em sẽ giao lưu với nhà mình giá là 600.000 một cặp á cả nhà. Dạo nhung là 600.000 một cặp nha. Rồi sẽ quay từng cây cả nhà mình xem nè. Nó cả nhà nhìn nó rất là xum xuê luôn nha. Nó xoay một vòng cả nhà mình xem nha, cây rất là xanh mướt nè. Rồi để lên cây thứ hai luôn cả nhà. Rồi cây thứ hai nha, nó xoay một vòng nè, cây rất là ok luôn. Rồi cả nhà ơi, này mã số là B42 bên vườn nha, cặp dảo nhung ha, 600.000 nha, vườn bao phí vận chuyển cho mình luôn cả nhà. Rồi B42 cả nhà ha, nó rất là đẹp nha cả nhà. Rồi ai thích thì liên hệ em chốt nha cả nhà. B42 bên vườn nha, cặp dảo nhung 600.000, vườn bao phí vận chuyển cho mình luôn nha. Cây rất là xum xuê và cao luôn nè. Ơi, tiếp theo là cái mã 43 bên vườn nha cả nhà. B43 ha. Rồi giao lưu với mình là một cây cúc thọ hương cả nhà ha. Cây này dáng thác đổ nha cả nhà. Cây này thì em ghép hai mùa, hàng này bonsai chơi Tết cả nhà. Gốc rất là ok luôn nha. Rất là quái và lắc lượng luôn. Rồi cả nhà mình cùng xem với em nha. Đây cả nhà. Rồi cả nhà, cái chiều ngang á cả nhà. Cái chiều ngang của nó là tầm khoảng chừng 40 đến 45 cm cả nhà ha. Cái phần thác thì nó khoảng chừng 55 cm nha cả nhà. Cái gốc cái hoành thì nó không có lớn cả nhà, cái hoành nó tầm 8 cm thôi cả nhà. Nhưng mà cây rất là nhìn nó dạng bonsai cả nhà, rất là già cây ha, rất là đẹp luôn. Nhìn quái nữa cả nhà. Rồi ha, có thể xây một vòng cả nhà mình xem nó cả nhà ha. Rất là đáng để sưu tầm luôn cả nhà. Cúc thọ hương thác đổ nha cả nhà. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với nhà mình giá là 900.000 nha, vườn bao phí vận chuyển cho mình nha cả nhà. Cúc thọ hương chơi Tết ha. Rồi ai thích thì alo em nha cả nhà, mã số là B44 bên vườn nha. Theo là mã số B45 bên vườn nha cả nhà. Dạ B45 là một cặp cúc cam cả nhà, hàng này 3 mùa liền cốt để cho chúng ta chơi Tết nha cả nhà. Cây thì cành nhánh xum xuê ha. Rồi cho cả nhà mình xem nha, cây thì được quấn rễ bí hết cả nhà. Nó cả nhà nhìn rất là đẹp nha. Nó để cái tay cả nhà mình xem nè. Nó cả nhà nhìn ha, có thể so sánh được cho cả nhà. Thì cúc cam thì nó rất là lâu lớn nha cả nhà, nuôi 3 mùa mà được như thế này thì cũng đã đạt chất lượng nha cả nhà. Rồi cái này thì nó cao tầm 40 45 cm cả nhà ha, cây nào thì cũng được quấn rễ hết nha cả nhà, và nó có nụ nha cả nhà. Hàng này nó có nụ cho mình để chơi Tết nha. Cúc cam thì cái nụ nó hơi thưa cúc thọ hương nha cả nhà, mình lưu ý giúp em ha. Rồi cả nhà, đây là mã số B45 bên vườn nha. Dạ một cặp cúc cam thì em giao lưu với nhà mình giá là 550 nha, vườn sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. Rồi cả nhà mình thích thì mình alo cho em nha, mã số B45 bên vườn nha cả nhà, một cặp cúc cam 3 mùa liền cốt nha. Tiếp theo là mã số B46 bên vườn nha. Dạ B46 bên vườn là một cặp cúc thọ hương cả nhà, hàng này 3 mùa liền cốt cả nhà ha. Cây rất là ok cho mình luôn, nụ rất là nhiều nha cả nhà. Rồi cả nhà mình có thể xem cây nha. Đây cả nhà, cành nhánh rất là xum xuê ha, và gốc thì được quấn rễ hết cả nhà, liền cốt hoàn toàn 100% nha. Rồi để tay cho mình so sánh nha cả nhà. Cây rất là đẹp cho mình luôn cả nhà, hàng này chơi Tết thì vi vu ha. Và bo cũng nhiều nè, mình trồng đất lấy bo gì được hết cả nhà nha. Rồi cả nhà ăn xíu em sẽ so sánh từng cây cho cả nhà mình xem nha. Cái tàn của nó rất là to cả nhà, nhìn rất là đẹp luôn.
vô dây chỉnh sửa luôn cả nhà. Rồi ha, cả nhà mình xem nha. Cúc Thọ Hương cả nhà, ba mùa hàng chơi Tết. Nó cái tàn đó cả nhà ha. Nhìn từ xa thì cả nhà nó một cây này cả nhà nhìn nè. Trời ơi nó xum xuê lắm cả nhà ơi, nó xoay một vòng cả nhà mình xem nè. Tuyệt vời luôn nha. Rồi. Cây thứ hai nha cả nhà. Rồi. Rất là đẹp luôn. Rất là nhiều nụ quá cả nhà, mình cứ yên tâm ha. Bao chuẩn giống cả nhà mình luôn. Cây thì liền cốt hoàn toàn. Rồi cả nhà, xum xuê cái tàn luôn. Trời ơi cây này quá trời đẹp cả nhà. Một cặp này là tuyệt vời một trời nha. Dạ cặp này thì 650 vườn bao phí vận chuyển cho mình nha. Dạ ai thích thì liên hệ em nha cả nhà. Cúc Thọ Hương ba mùa liền cốt nha. Mã số là B46 bên vườn cả nhà. Cúc Thọ Hương nha. Cuối cùng ngày hôm nay thì bên vườn sẽ giao lưu với mình cả nhà. Đây là cái cây bạch mai tân tân nha cả nhà. Rồi cho mình xem gốc nha cả nhà. Xoay một vòng cái cây trước đã ha. Bạch mai tân tân cả nhà. Bạch mai tân tân thì hoa cực kỳ chuẩn ha. Hoa từ 12 đến 18 cánh cả nhà. Cực kỳ đẹp luôn. Đây cả nhà, nó đang có ôm nụ kim nha cả nhà. Hàng này mình kịp chơi Tết đó cả nhà. Đó, nó đang có nụ rồi cả nhà. Nhìn rất là ok luôn ha. Rồi cho cả nhà mình xem gốc bạch mai tân tân nha. Đây cả nhà, cái gốc rất là duyên dáng cho mình luôn. Cái này em ghép gốc bứng cả nhà ha. Cái tàn thì nó xum xuê nha cả nhà. Rồi, thông số nha cả nhà. Cao ha, cao 40 nè, tàn 45 ha, hoàn hoành của nó là 10 cm nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, đây là bạch mai tân tân ha. Này là mã số B47 bên vườn nha. Cây này thì em sẽ giao lưu với nhà mình, giá là 700 ngàn nha. Vườn bao phí vận chuyển cho mình luôn cả nhà. Rồi mình thích thì mình alo em để sưu tầm nha cả nhà. Rồi hôm nay mình thích mã nào thì liên hệ với em nha. Số điện thoại của em là 0984 955 952 nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em nha. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của em nha.